cũng như là của tăng đồng ta trở về cô dâu tư lạc. Hôm nay chính thức ngày mà chúng ta thật hân hoan đón mừng, đón chào và chào mừng ngày tuổi 70 của Phạm Thúy Hiền, người mà luôn luôn kề vai sát cánh cùng với Hồ Văn, người bạn tri kỷ của chúng tôi. Sau đây chúng tôi xin báo cáo với hai anh chị là tất cả chúng ta ngồi đây đều là anh em, đều là bạn bè, đều là đồng chí đồng đội, và những bài ca tiếng hát hôm nay đã tạo nên một niềm phấn khởi, tạo nên sức hút kỳ diệu của anh Hồ Văn Phạm Thúy Hiền đến với chúng ta, là người thân, người anh em, người bạn bè, người đồng đội. Thay mặt cho anh em Hồ Văn và Phạm Thúy Hiền, tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt công bố của ta thể nói chúng ta. Tôi xin đọc giới thiệu của tôi là người hôn thê ông bạn đây của bác. Cách nói thì không được diễn tả không hợp lắm, nhưng là về tình cảm luôn luôn gắn liền anh em chúng tôi qua tất cả những diễn đàn của quân đội, của cựu chiến binh, của bộ chỉ huy quân sự Hải Phòng. Và chính vì Phạm Thúy Hiền chúng ta luôn luôn kể vai sát cánh và đi cùng nhau với chúng tôi, đi cùng với đồng chí, cùng với cựu chiến binh. Và hôm nay ngày lịch sử này, ngày lịch sử của chúng ta hôm nay chính là lịch sử ngày của bác. Và thay mặt cho anh em chị em hôm nay có mặt đây chúc chị vì Phạm Thúy Hiền của chúng ta luôn luôn trẻ đẹp, luôn luôn mãi mãi tươi tinh và luôn luôn gắn kết luôn luôn của người bác ra đi. Và hôm nay trên danh nghĩa cá nhân xin chúc Hồ Bắc, xin chúc Phạm Thúy Hiền luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn tin tới chính trị cao nhất của cuộc đời. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện cho diễn đàn của lính sẽ lên bó bó hoa và quà tặng cho chị Phạm Thúy Hiền. Đại diện Phạm Thúy Hiền